ơi, bây giờ chúng ta theo chân bạn tiên bạn dâu cùng đi chơi trò chơi rồng lượng tuổi thơ nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng lên phía trên nào. Đây, đây là chú rồng mà sẽ chở chúng ta lượn đây các bạn. Rồi, vậy dâu ngồi với mẹ, anh hai ngồi với ba nha. Rồi, cả nhà mình cùng đi nha. Được không chứ? Đây mẹ. Trời luôn.
hình của quả dừa luôn. Đau quá. Lên tới ngọn dừa luôn rồi. À, hạ cấp xuống một chút rồi. Dâu ơi, dâu có sợ không? Không hả con? Con ngồi yên đi, con ngồi yên đi. Cho bạn Tiên thấy dừa luôn nha bạn Tiên. Thương em dâu một xíu không? Wow, mát quá, trên cao mát quá. Hồi nãy không mấy nâng. Sao con? Hồi nãy nó mới cao lên. À. Con có thể chống mặt không dâu? À. Bạn dâu ngồi xa quá, bạn dâu thể hiện mà hành động thôi, bạn dâu nói cho chị em kia được. Cái cần trục rất là to. À, kéo phá quả kinh khí cầu qua lên trời. Người ta hạ gần xuống mặt đất rồi. Cũng đụng mặt đất rồi. Rất là mát đúng không con? Chưa thử thách đúng không con? Bây giờ kiếm tàu nào thử thách hơn nha. Dạ. Rồi rồi con chờ một xíu, nó ngưng hẳn rồi hãy xuống. Đi xuống đi con. Rồi tạm biệt mấy cái chiếc kinh khí cầu xoay này nha. Wow, có nhiều kinh khí cầu xoay quá trình.